Mùa hè là khoảng thời gian mà học sinh sinh viên nghỉ ngơi thư giãn sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Có người sẽ chọn đi du lịch cùng gia đình bạn bè, có người lại chọn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ lại lựa chọn về nơi chốn thiền môn để tham dự các khóa tu mùa hè. Với phương châm hướng đến thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục thế hệ tương lai của đất nước, trong 3 ngày từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 tại chùa Pháp Hưng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do ni trưởng Thích Nữ Tắc Mẫn trụ trì chùa Pháp Hưng, trưởng ban tổ chức, đã tổ chức khóa tu mùa hè với nhiều chương trình hấp dẫn đến các em với nhiều độ tuổi khác nhau về tham gia. Trong những ngày diễn ra, các bạn khóa sinh không chỉ được nghe, học những bài pháp bổ ích về đạo đức, lối sống, được chơi những trò chơi vui nhộn, năng động, mà còn có cơ hội giao lưu gặp gỡ những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Khi giao lưu, các bạn trẻ được mở mang thêm nhiều kiến thức, được học hỏi kinh nghiệm sống từ lớp người đi trước. Từ đó, các bạn có thêm động lực để chắp cánh cho những ước mơ vươn cao, vươn xa hơn trong cuộc sống. Đồng thời giao lưu trò chuyện với các quý thầy, quý cô cùng các vị chuyên gia tâm lý, cũng giúp các bạn trưởng thành hơn, bớt lo lắng cho tương lai, biết yêu thương ông bà, cha mẹ cùng những người thân xung quanh mình, quyết tâm học tập phát triển bản thân, tu trì đạo đức. Sự phát triển của công nghệ 4.0 dường như là sợi dây vô hình làm tình cảm giữa cha mẹ và con cái trở nên mờ nhạt và xa cách. Chính vì thế, đến với khóa tu, các bạn trẻ được lắng nghe những bài giảng xúc động về đạo làm con, tâm hiếu đạo đối với cha mẹ qua lời giảng ân cần từ ni sư Thích Nữ Như Lan thuyết giảng. Tuy mỗi bài giảng đều chứa đựng những nội dung, suy nghĩ, cảm xúc khác nhau, nhưng tự chung lại, từng câu từng chữ của bài giảng giải đều giúp các bạn thấm hơn về ân đức sinh thành của cha mẹ, để từ đó thay đổi tâm tính, biết yêu thương và sống có hiếu với gia đình. Trong đêm hồi ức về cha mẹ, những khóa sinh được bịt kín mắt lại, bước đi bằng đôi chân trần của mình và cảm nhận sự sướng khổ đau mà cha mẹ mình đã đi qua. Để các em biết được đôi chân chai sạn của cha mẹ với tất cả tâm thành và niềm biết ơn vô bờ. Buổi lễ lấy đi nước mắt của biết bao con người, có người khóc vì hạnh phúc, khóc vì thương cha thương mẹ, nhưng cũng có những người khóc vì hối hận, khóc vì hai tiếng mẹ cha đã vĩnh viễn không còn. Ngoài giờ sinh hoạt, các bạn trẻ còn có cơ hội thỏa sức thể hiện tài năng cũng như đam mê của mình. Những khả năng mà các bạn chưa từng khám phá như ca hát, múa, diễn kịch, làm thơ, v.v. Trong mỗi khóa tu tại chùa Pháp Hưng đều tổ chức cho các bạn trẻ các cuộc thi tài năng mang đậm tính chất trí tuệ và tinh thần đoàn kết như cuộc thi chung sức đồng đội, văn nghệ. Qua các cuộc thi ấy, các bạn trẻ trở nên tự tin hơn, dũng cảm hơn và quan trọng hơn là các bạn nhận ra được những khả năng tiềm ẩn bấy lâu và phát huy để ngày một tự tin và hoàn thiện bản thân. À, đúng rồi. Một, hai, ba, 4, 5.
Đến với khóa tu mùa hè, các bạn được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu với hàng trăm bạn đồng trang lứa đến từ khắp mọi nơi. Chính điều đó đã giúp các bạn biết thêm những người bạn mới, những mối quan hệ mới, để rồi tạo thành những tình bạn đẹp. Không chỉ trong khóa tu mùa hè mà còn trong cuộc sống sau này. Đặc biệt, đây cũng là yếu tố để các bạn cùng hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhau trên con đường hướng tới sự nghiệp, trở thành những người con ngoan, trò giỏi, thành công trong cuộc sống.